Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay lại là một ngày mới chúng ta lại gặp nhau tiếp phải không? Hôm nay là ngày tháng 10, ngày 26 tây năm 2022. Như là bên Việt Nam là ngày 27 tây rồi đó các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư rồi các bạn. Thứ tư, nhanh quá ha. Tuần qua tuần, ngày qua ngày, nhanh thiệt đó các bạn ơi. Trời ơi, thời gian thấm thoát mới đây một năm nữa rồi. Chỉ còn có hết tháng 1, hết tháng 12, coi như đại khái 2 tháng mấy nữa thì chúng ta sẽ tiễn bye bye năm 2022 đó các bạn. Thì mình sẽ đón năm 2023. Lẹ quá. Cũng như lần đầu tiên mời quý vị miếng cà phê nha. Mời anh ấy nha. Anh ấy bây giờ đổi cái kênh qua là cái gì gì quên này. Cái tên gì chỉ cho đi nhận lại gì đó. quên cái kênh của anh rồi. Xin lỗi, em xin mời nha. Nó hơi đắng. Có một số người bình luận vào hỏi em tại sao lúc trước uống cà phê sữa đá không à, mà sao bây giờ lại uống qua cà phê đen. Thì em cũng có trả lời một số bình luận là lúc trước đó, nói chung là mấy chục năm nay uống cà phê sữa đá, cà phê sữa không à. Thì sau đó cái bị bắt đầu bị dị ứng sữa, không biết vì nguyên nhân gì bắt đầu bị dị ứng. Uống sữa đó là bị đau bụng, bị quặn cái ruột đồ mà khó chịu lắm. Rồi lúc đó đó em đi khám bệnh xong bác sĩ nghi ngờ rằng đó là em bị nhiễm trùng đường ruột. Nhưng bác sĩ nói bây giờ đừng có uống sữa, coi sao. Thì lúc đó em mới nghĩ tới chắc mỗi ngày lại mình uống cà phê sữa đá cho nên mình mới bị như vậy. Thì sau đó em đổi qua cà phê đen thì quả thật cái đường ruột của em bây giờ không còn đau nữa các bạn. Không đau luôn á. Thì có một số người cũng đã uống cà phê đen cũng đã bị hết hết cái bệnh mà bị đau bao tử đây nè các bạn, bị đau ruột gì đó. Thì uống cà phê đen là hết. Thì thật sự em từ hồi em uống cái cà phê đen này đó, em đỡ bị đau bụng á các bạn, bị sôi còn khó chịu lắm. Thì công nhận cái cà phê đen này, hình như em nghe nói là cà phê đen này cũng là trị bệnh trị tim luôn nè các bạn. Cho nên nhưng mà đừng uống nhiều quá nha, uống nhiều quá tim nó mà rập bập 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 á. Đó, thì uống vừa vừa thôi. Thật sự ra nguyên cái ly này bự nhưng mà cà phê thì có chút xíu mình đã đá. Rồi em uống có tí xíu như đây thôi các bạn. Đó. Chứ ly cà phê bên Việt Nam làm sao bự được như vậy. Thì cái ly cà phê này là khoảng $3.50 thôi các bạn. $3.50. Đó. Thì hôm nay là ngày thứ tư rồi, hôm nay là ngày giữa tuần. Hôm nay thì em có vài cái tin tức rất là hay em muốn chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn cũng biết bên Thiền Am trên dưới cũng 30 người. Thì hết 6 người là đã đang hiện tại bị giam về cái tội điều 331. Thì tất cả đều xuất phát từ cái ngày 12 tây tháng 12 năm 2019 đó các bạn. Thì mà nói chung có cái ngày đó là phải nói trước, trở về cái trước cái đó nữa. Thì cái ngày đó xảy ra là do cái ngày 24 tây tháng 10 mới trở nên. Và cái ngày 24 tây tháng 10 từ đâu xảy ra cũng là do ông Thắng bà Mai nghi ngờ Thiền Am có vấn đề cho nên không có cho con mình vào trong đó tu. Thì hai ông bà, ông Thắng bà Mai lúc nào cũng cản trở Diễm My cái việc mà đi tu ở tỉnh Thất Bồng Lai. Nhưng mà Diễm My đã trên 18 tuổi thì Diễm My có cái sự quyết định của mình. Thì Diễm, thí dụ như bây giờ ông Thắng bà Mai đi, thế giờ Diễm My ở ngoài đời có yêu một anh nào đó, cái tự nhiên bây giờ không, cha mẹ không cho lấy cái người đó, không cho lấy người đó, cấm lấy người đó tại cái nhà nó nghèo, nó lừa đảo hay cái gì đó, nó nghèo cái này nó không có, coi như người ta muốn là cái gì lăng cái gì danh môn hộ đấu gì đó các bạn, còn phải là xứng đáng với gia đình họ mới chịu. Thì mình giả thiết vậy thôi, thì liệu dụ như vậy thì không lẽ cha mẹ không cấm Diễm My đi lấy chồng hay sao, đúng không, chẳng hạn như vậy. Em chỉ giới thiệu thí dụ thôi nha. Thì cho nên vì cái việc mà cha mẹ của Diễm My không có đồng ý cho Diễm My đến tỉnh Thất Bồng Lai, thì nói chung là cha mẹ Diễm My cũng nghe những tin đồn xấu về thầy ông nội và những người trong đó, nhưng đó những là những tin đồn thôi các bạn thấy không, những tin đồn thôi. Nếu như mà có xấu thực sự á thì đã ông thầy ông nội ông Lê Tùng Vân đã bị bắt
từ mấy chục năm về trước rồi các bạn, đâu có cần phải chờ tới bây giờ, đúng không? Thì cho nên cha mẹ đã có cái mâu thuẫn với lại bên tỉnh thất bồng lai. Thì cái mâu thuẫn đó cũng xuất phát từ trong nhóm của ông Thắng, nói ra nói vô. Thì ông Thắng với bà Mai thấy như vậy đó thì mới có cái ấn tượng xấu về bên tỉnh thất bồng lai, cho nên chính vì vậy là không có cho con mình đi tu. Và sau đó thì ngày 7 tây tháng 9 năm 2019 đó các bạn, thì Diễm My lúc đó Diễm My nói Diễm My đi học ha, đi học xong rồi bà Mai thì bữa đó hình như bà đi ăn đám cưới khoảng đầu 5 giờ chiều vậy đó, thì lúc đó là Diễm My bỏ đi luôn đó các bạn, bỏ đi luôn, đi ra ngoài hình như là ra ngoài Vũng Tàu ha cái gì đó. Thì có nhắn cho mà bà Mai, có nhắn cho bà Mai thì để lại lá thư gì đó. Thì lúc đó đó nói là con đi tu ở xa rồi, đừng có tìm con nữa chẳng hạn như vậy. Thì bà Mai mới quýnh lên, bà Mai mới mới cái ngày hình tới ngày 9 tây tháng 9 thì bà Mai mới báo công an, nói là Diễm My mất tích, tìm nhờ tìm Diễm My giùm gì đó. Thì lúc đó là Diễm My đi Vũng Tàu, Diễm My đâu có nói đâu các bạn, Diễm My nói đi chùa Vũng Tàu hay gì đó, không có nói chính xác là chùa nào, cho nên bà Mai không biết đâu mà tìm, mà thật sự mình đã bỏ trốn này, ngu gì mình nói chỗ mình trốn các bạn, đúng không? Thì tới ngày tháng 10, ngày 13 tây trở lên á thì công an đã tới tỉnh Thất Bồng Lai để mà kiểm tra hộ khẩu đó các bạn. Thì trong đó cũng cũng xác nhà lên nhiều lần mà cũng có 2 lần cũng không có thấy Diễm My trong đó. Thì ông Thắng bà Mai cũng vẫn không tin là Diễm My có không có đó. Thì công an đã xác nhận là Diễm My không có đó rồi mà ông Thắng bà Mai vẫn không tin. Thì có một ngày nào đó là có người báo cho bà Mai, bà nói là có người vô trong tỉnh Thất Bồng Lai đó thấy Diễm My ở trỏng, rồi thấy Huyền Trân phao đồ gì trong đó đó các bạn. Thì thấy áo quần của Diễm My trong đó đang phơ đó, Quyền Trân đang phơ đó, thì bà kể là như vậy đó. Thì lúc đó là bà quýnh lên, bà mới đi năn nỉ thầy ông nội để mà tìm tìm Diễm My về giùm cho bà. Thì lúc đó thầy ông nội mới hứa là đi tìm Diễm My giùm, thầy ông nội mới kêu cô Huyền Trân để mà tìm Diễm My. Thì hình như đằng đâu mấy ngày sau thì Diễm My mới gọi lại hay sao đó. Thì Diễm My có xin thầy ông nội nói với ông Thắng bà Mai rằng hãy cho gặp mặt thì cũng được nhưng không được bắt Diễm My về đó, không được bắt Diễm My về đó ha, gặp mặt không được mà không được bắt Diễm My về. Cho nên cái ngày 22 tây là Diễm My đến quay, đã hẹn ông Thắng bà Mai ngày 22 tây, Diễm My hẹn mà các bạn, nhưng mà ông Thắng bà Mai phải hứa rằng là không được đưa Diễm My về. Thì lúc đó đó Diễm My về ngày 22 tây tháng 10. Thì lúc đó ông Thắng bà Mai đã gặp Diễm My ở đó. Thì ông Thắng bà Mai cũng có cũng như là không có cái dấu hiệu hoặc lôi cuốn lôi kéo Diễm My đi, không có cho Diễm My ở đó. Thì Diễm My mới bắt đầu lén đi vệ sinh, đi 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 vệ sinh đó, đi restroom, đi tiểu đó các bạn. Thì lúc đó Diễm My trốn luôn cửa sau, đi luôn là biến luôn đó đó các bạn. Thì rồi chờ hoài không thấy ra thì là biết bỏ trốn rồi, cho nên ông Thắng bà Mai là cũng phải đi về thôi chứ không lẽ ở đó hoài các bạn. Rồi tới ngày 24, sau cái ngày bỏ trốn ngày 22 đó đó, thì Diễm My, thì cái căn nhà là ông Thắng bà Mai mới nghi ngờ là Diễm My trốn ở trong Thiền Am, trốn trong tỉnh thất cái thời điểm đó. Thì lúc đó là ngày 24 tây chừng 15 giờ, chắc là buổi chiều chiều đó các bạn, chừng 2-3 giờ chiều đi, thì ông Thắng đã kéo 12 người nhà đến tỉnh thất Bồng Lai nha các bạn. Thì 12 người nhà đó là người gì? À, để em đọc báo, để em có cái tờ báo để ghi những cái người tên của người đó. Thì bây giờ em sẽ đọc lại cho các bạn xem cái tên của những người mà đã đến tỉnh thất Bồng Lai nha các bạn, là người nhà của ông Thắng đó. Thì để em coi coi đây. Bực tức không đưa con đi khỏi tỉnh thất Bồng Lai khoảng 15 giờ, hai vợ chồng và chồng Thắng cùng người dòm trong đoàn. Ok, cùng người thân gồm nè, có bà hai vợ chồng Thắng rồi phải không, rồi Đoàn Cử khoảng 49 tuổi, rồi Đoàn Quang Trường là 18 tuổi, Đoàn Quang Đỗ Đỗ Quang Trường chứ xin lỗi. Xong rồi Đoàn Tiểu Phụng, Nguyễn Thị Vi 23 tuổi, wow, toàn là trẻ không vậy, chắc là cháu của ông Thắng rồi. Ông Thắng không, Thắng bà Mai. Đỗ Hoài Nam, rồi Đoàn Hữu, rồi Đoàn Thị Nhi, Phạm Xuân Lập, Đoàn Thị Nhịn. Ủa như vậy thì võ con trai của ông Thắng xong có tên trong đây ta, võ Trường Minh, Minh Trường Minh Quang gì đó, quên tên rồi. Thì đây là và phơi một số người chưa có kể kể đó, kể kể danh tánh đó các bạn. Thì trong đó là những người đó thì họ đoàn nhiều lắm, tức là bên phía của nhà của bà Mai đó các bạn, là họ đoàn đó đó.
thì họ đã kéo vào trong đó để mà lục soát Diễm My. Như vậy cái đoạn video mà ai mở cái đoạn mở video mở cửa đoạn đi mở cửa chết cha em quên lấy cái đoạn đó rồi, đoạn đó nằm bên bên kia rồi không có đem theo cái đoạn video mở cửa nữa các bạn. Thì lúc đó là ông Thắng đã bấm chuông rồi, hình như là cô Hương hay cô Cúc gì đó ra mở cửa vào, hay cô Vân ta, chắc là cô Vân quá, cô Vân mở cửa vào. Thì họ đi vào đó, họ xông vào trong đó, họ lục lọi trong đó mà lục banh luôn, không thấy Diễm My ở đâu cả đó. Thì ông Thắng cũng 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 nhận rằng là ông Thắng đã đưa tới đó để mà lục lọi mà các bạn, tại vì bây giờ báo cơ quan chức năng thì bé đã trên 18 tuổi rồi, cho nên đâu có ấy bé bé được, cho nên phải dùng mưu kế. Với tinh thần á, là ông Thắng khai rằng là có một người tên là một người nhà báo và một người luật sư đã đưa kế hoạch cho ông làm như vậy để mà vào đó quậy phá. Thì cái đó ngày 24 xảy ra. Và sau đó thì tới buổi tối người nhà của ông Thắng vẫn còn ở đó luôn nha các bạn, người nhà ông Thắng vẫn còn ở đó luôn. Thì ở đó để làm gì? Thì để kích động đó các bạn. Đem coi cái đoạn video mà người nhà ông Thắng ở đó đó có ở đây hay không, em cho các bạn xem nhé. Cái đoạn video mà người nhà ông Thắng bữa tối đó các bạn. Lúc đó là rất là tối. Đây cái đoạn video đó nha. Người nhà ông Thắng ở đó đứng trước cửa kích động mọi người đó, nói rằng ô đây là bà bé Diễm My bị bắt cóc rồi chẳng hạn, như bị đây giam gì đó các bạn, cho nên kích động những người dân ở đó nữa, mà người dân có đâu mà tới quá trời các bạn. Bây giờ các bạn coi cái đoạn video bữa tối nha. Đó, người nhà các bạn nhớ mấy người này là ha. Họ đứng lên dưới kích động đó các bạn. Đó, rất là đông người nhà con Thắng đứng trước cửa nha các bạn. Đây, đứng trước cửa kích động đây đó, kể chuyện để kích động đó các bạn, con trai của ông Thắng đó. Còn người này là chắc là đoàn cái này tên gì quên rồi, cái bé này tên là Đỗ Quang Trường 18 tuổi hả? Đoàn Tử Phụng. Ok, cái người áo đen đó tên là Đỗ Quang Trường. Cái người trẻ trẻ Đỗ Quang Trường 18 tuổi. Đó. Các bạn thấy chưa? Họ ở ngoài, họ kích động như vậy đó các bạn, để cho người dân phẫn nộ. Và sau đó có một người đã nhận tiền và chạy vào trong đó để mà chọi chửi thằng em rồi chỉ bá tùm lum bá giờ bá cặn. Coi cái cảnh này nè nha. Đó, cái nhỏ người đỏ đó đó, nón đỏ đó đó, đi vào. Đây là đổ thừa, sư cô dùng thuốc rồi tùm lum hết nha các bạn. Giải quyết nguyên một ngày luôn cũng không xong, mà tại sao mà những người này ở đây nguyên ngày luôn các bạn.
đó có vô vậy nè đó. Ở ngoài đi thì rất là bình thường mà vô trong đây làm bộ xỉn đó. Đó giờ vô vậy nữa đó, vô chỗ cái gì rồi vô nữa nè đó, hai người này thấy không. Đó, cầm cái dừa chọi vô đó các bạn. Đó, cái đó là người thứ hai. Mà hai người kia đều đi chụp cái người áo nón đó, cái người mà đội nón đỏ đó hồi nãy đó cũng là đi trong đây luôn nha các bạn, cũng là trong đây luôn. Đó, chọi vô. Một thanh niên ôm trái dừa ném vào thầy Hoàng Nguyên. Đó, chọi vô đó các bạn. Kinh khủng chưa? Đây, bây giờ có một cô áo xanh đứng ở ngoài đếm tiền nha các bạn, coi kỹ nha. Có một cô áo xanh đếm tiền xong rồi chạy vô đó chửi. Đây, đang đứng đếm tiền nè các bạn, đó đếm tiền đó. Đếm tiền rồi phải không? Coi bác cạn, để ý đây. Đếm tiền xong, chạy vô trong đó chửi. Này các bạn xem, chuẩn bị xem đây nhé. Em làm chậm cho các bạn thấy là cái cảnh tượng. Bây giờ các bạn coi đi vô chửi này nha. Đây, đó. Và cô áo xanh này nhìn quen mặt không các bạn? Đó. Xong vô đánh gì đó các bạn thấy không? Dạ, ở đây người ta nói công an không giải quyết không bằng dân này nè. Các bạn nghe nha. Đó, công an giải quyết không bằng dân giải quyết. Đó, các bạn nghe chưa? Có công an đó luôn mà họ không có sợ. Họ nói có công an giải quyết cũng không bằng dân giải quyết đó các bạn. Các bạn thấy chưa? Kinh khủng chưa? Thì cái ngày 24 đó đã xong. Và tới ngày tối 27 Tây, Diễm My quay về để mà minh oan cho Tỉnh Thức Bồng Lai. Tại Diễm My lên quay về để nói rằng là Diễm My không có ở đó. Thì làm sao mà tìm được các bạn? Thì lúc mà Diễm My quay về thì thầy ông nội có điện cho trên cơ quan công an, nói là Diễm My đã về tới. Thì công an á, thì nói thôi để ngày mai dẫn Diễm My tới. Và ngày qua ngày 28 Tây thì Diễm My không có đến đồn, mà là cha mẹ của Diễm My đến Tỉnh Thất Bồng Lai để mà nói chuyện. Thì bây giờ mình nghe xem lại cái đoạn mà cha mẹ của Diễm My tới Tỉnh Thất Bồng Lai nói chuyện nha các bạn. Đó, cái này là ngày 28 Tây nha các bạn, là xe ông Thắng đậu trước cửa Thiền Am. Lúc này là ngày để mà dễ giao cho Diễm My cho Thiền Am đó các bạn. Rất là nhiều người tới. Các bạn nghe đây. Trong kia là công an đang làm việc với lại ba mẹ của bé. Ba mẹ của bé với lại chính quyền ở đây. Là cho cái chuyện là ở hay không ở thôi. Nên thử ra không cho mình vô. Đúng rồi, cái chuyện đó gia cư của người ta mà. Dạ. Còn mấy anh em mình có lòng hảo tâm thì lên thì tặng quà hay là gì đó là chuyện bình thường của anh em mình thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Dạ. Không biết vô thăm mấy đứa nhỏ, vô thăm mấy đứa nhỏ. Dạ, đúng rồi, tại vì trong đó người ta đang làm việc. Dạ. Có làm việc lâu chưa? Anh không biết đâu, anh thấy rồi mới lên rồi. Dạ. Mà cũng khoảng tiếng mấy rồi đó. Có ba mẹ với cô bé vô rồi. Cô bé gái cũng rồi. Cô bé mà. Bé mà bà đi xin vô. Đi tìm đó, ừ. Bé bên đây đó, là anh ôm sùm trên mạng là bạn đó. Dạ. Thì ngày 28 đó là ông Thắng và bà Mai và công an đã đến đó để mà làm việc giải quyết về cái vụ dẫn Diễm My. Thì lúc đó họ đã đồng ý cho Diễm My ở lại nha các bạn. Thì bây giờ các bạn nghe cái phần mà ông Thắng nói rằng là đồng ý cho Diễm My ở lại nha.
Đây các bạn nghe cái phần Mộng Thắng nói là cho Diễm My ở lại để mà cho nó tạm ở đó, để cho bên kia có trách nhiệm nha các bạn, nghe đây. Cho nên cũng có nói với con là thôi, hôm nay ba mẹ không đưa con về được thì con tạm ở đây, ba mẹ về. Tức là tạm để chi? Nó là để cho nó có một cái trách nhiệm để giữ con mình. Ngày sau ta sẽ kiếm kế khác ta đưa nó về. Nhưng bây giờ mình vô bắt cũng không được, cơ quan cũng không được rồi. Bây giờ có cách nào nữa? Phải dùng cái nào? Đó các bạn nghe rồi chứ gì, ông Thắng đã nói đó. Bây giờ Diễm My không chịu về, không có cách nào mà đưa về hết, tại vì bé đã trên 18 tuổi, cho nên phải dùng cái não, dùng ngu kế để mà cho Diễm My ở đó, tạm ở đó, tức là ngày 28 tây tháng 10 năm 2019, ông Thắng, bà Mai và cùng với có công an ở đó để mà xác định rằng cho Diễm My ở lại Thiền Am và có giấy ký tạm trú luôn nha các bạn. Thì sau đó là có một người YouTuber phỏng vấn Diễm My cái vụ đó nữa, thì bây giờ em cho các bạn nghe, mình đang sâu chuỗi là một sự việc nha các bạn. Bây giờ các bạn nghe người này phỏng vấn Diễm My đây. Chính miệng Diễm My nói là ba mẹ cũng là đồng ý cho lại nha các bạn, nghe đây. Thì ba mẹ đồng ý cho tôi ở đây, tức là sau cái đồng ý ngay cái ngày mà 28 tháng 10. Cho nên ông Thắng cũng chính miệng nhận là đồng ý, và Diễm My cũng xác nhận là cha mẹ đồng ý, và bác của Diễm My cũng xác nhận là được đồng ý ở đây nha các bạn. Cho nên ba người đã xác nhận. Bây giờ em cho các bạn nghe cái phần bác của Diễm My xác nhận là được cho ở đó nha các bạn. À đâu nữa rồi, cái này đây các bạn nghe nha. Chào anh, đây có những ai nhỉ? Chào anh, có nhiều anh. Thôi bây giờ để cho cha mẹ nó với các cháu nó ngồi nói chuyện với mọi người ở trong đó, cho nên cả 2 tháng chờ rồi không gặp được nhau. Đúng rồi. Đã không xưa vươn với nhau cả ôm ấp tình cảm thế là tốt rồi. Tôi hoàn thành nhiệm vụ của tôi là bác phải về trước, bác kiếm lương chuyện lo cuộc sống của bác. Mà rốt cuộc thì là bé có chịu về với cha mẹ không anh? Đang cho đi mua sim điện thoại ráp vào cho cháu, chứ còn bây giờ là để cho cháu thoải mái. À. Đó, tức là để cho cháu thoải mái, tức là để cho Diễm My được lựa chọn của mình. Thì cả chính bác của Diễm My, không biết bác này bác như thế nào, mà đã ba người xác nhận rằng đã cho Diễm My ở lại đó rồi nha các bạn. Thì thêm giấy của công an nữa. Và sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Đến ngày 12 tây tháng 12 năm 2019 thì Diễm My đã nhận được một cái thơ mời của ông Trần Quốc Thắng. Thư mời của ông Trần Quốc Thắng đó các bạn, để mà đi lên đồn làm việc về cái sự việc mà 50 công đồ đó các bạn. Đây nè các bạn, cái giấy này đây nè các bạn, đã ghi vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 đã mời Võ Thị Diễm My lên đồn để mà làm việc về vụ ngày 24 tháng 10 nha các bạn. Thì Diễm My mời Diễm My và bà Cúc lên đó, thì sau đó thì cũng bên ông Thắng cũng được mời lên. Thì các bạn hãy nghe ông Thắng mời nói cái gì về cái sự việc mời lên nha. Bây giờ mời các bạn xem. 12 á, tháng 12 á, thì sau ngày 12 á, tháng 12 á, thì nhận được đơn của cơ quan mời lên huyện Đức Hòa để giải quyết vấn đề Diễm My. Thì vào lúc 8:30 á, thì cơ quan mời bà Cao Thị Cúc và Diễm My lên. Thì gia đình bên phía gia đình thì có bố với mẹ và anh chị em trong gia đình lên cơ quan. Thì sau khi mời Diễm My và bà Cao Thị Cúc lên cơ quan thì qua làm việc với bà Cao Thị Cúc và Diễm My thì thấy nó sức khỏe nó không được tốt, là đang nó có dấu hiệu như muốn ngất xỉu,
cho nên cơ quan buộc phải hỗ trợ gia đình kèm nhờ xe cứu thương để đưa cháu nó đi khám chữa bệnh. Cho nên trước khi đi là cơ quan gia đình làm cái giấy bảo lãnh tại cơ quan, gia đình làm giấy bảo lãnh tại cơ quan điều trị và cấp cứu. Cho nên là sự việc mà xảy ra hôm đó thì gia đình của bệnh tỉnh Thất á thì chỉ mời là Cao Thị Cúc và Võ Thị Diễm My, nhưng mà trong cái clip nó đang lên đó là nó có một tổ chức để cố tình giữ con mình. Cho nên là họ kéo coi như nguyên cái cả cái tỉnh Thất lên để gây trấn áp cho cơ quan, một cơ quan coi như là vu khống cơ quan, như là bắt cóc người. Mà trong cái nội dung á là cơ quan là khi làm việc là bà Cao Thị Cúc tức là đã ký giấy không được phép nhận cháu và trao trả lại cho gia đình. Cho nên là cơ quan về mặt gia đình làm cái giấy bảo lãnh tại cơ quan huyện để đưa cháu nó về là hợp lệ hợp pháp. Thì trong đây phần đây là ông Thắng nói rằng là bà Cúc đã có ký một cái tờ giấy là không được nhận Diễm My lại. Như vậy thì nếu như mà bà Cúc thật sự có ký tờ giấy này, như vậy thì tại sao Thiền Am lại phải bị lên tiếng về những cái sự việc mà nói là mất Diễm My bị mất tích tại đồn công an các bạn? Nếu như mình đã biết là Diễm My đã về rồi, ngu gì mình lên tiếng mình nói nữa. Như vậy là ông Thắng chứng tỏ ông đã nói xạo. Có ai mà mình biết cái sự thật mà ngu mà đi nói nữa không các bạn? Không có ai đâu cả. Thì lúc đó thì ông Thắng đã đi đưa Diễm My về bên trên một chiếc xe cấp cứu, đúng không? Và tới ngày 15 tây tháng 12 năm 2019, mà trong lúc mà ông Thắng đưa Diễm My về trên xe cấp cứu đó, cái sự việc đó không có ai biết hoàn toàn cả. Không có ai biết gì cả. Và trong cái phần này đó, ông Thắng nói rằng cả Thiền Am kéo lên để mà rối loạn khóa gì đó, thực sự không phải là như vậy. Tại vì trong cái giấy mờ là để lên giải quyết cái sự việc mà 50 công đồ, tức là ngày 24 tháng 10 thì mờ cô Cúc lên để mà giải quyết vụ đó. Nhưng mà cô Cúc chưa chắc gì thông hiểu hết những cái chi tiết những cái ngày đó. Cho nên tất cả Thiền Am những người nào liên quan tới cái đêm mà cái ngày mà 50 công đồ đó đã đi theo, có gì để mình làm chứng cũng được vậy các bạn. Đây nè, thì em đọc cho các bạn một cái thơ nha. Cho đến ngày 12 tháng 12, công an huyện Đức Hòa tên Trần Quốc Thắng gửi giấy mời Diễm My và cô Cúc chủ nhà lên để hỏi về việc 50 người đến tỉnh Thất. Diễm My đi với cô Cúc nhưng sợ không dám đi. Ông Lê Tùng Vân và các thầy cô cùng đi vì họ nghĩ rằng nếu hỏi chuyện 50 người thì một mình cô Cúc không thể nhớ đầy đủ, nên cả nhà cùng đi. Khi đến nơi, mọi người không được vào, chỉ có cô Cúc và Diễm My vào trong. Khi vào trong thì cô Cúc ngồi phòng ngoài, còn Diễm My đưa vào trong. Để thế rồi mọi chuyện xảy ra cho Diễm My như lời Diễm My tố cáo công an bắt cóc. Cách làm của công an Đức Hòa hoàn toàn sai, thiếu minh bạch. Lẽ ra công khai phải có 3 người: Diễm My, ông Thắng và Thiền Am, để làm thủ tục bàn giao cho Diễm My về gia đình. Trong trường hợp Diễm My hoàn toàn khỏe mạnh, không thương tật và phải có sự cam kết của ông bà Thắng không được quấy phá Thiền Am, phía Thiền Am không còn trách nhiệm gì với Diễm My, và Thiền Am cam kết không chứa chấp gì Diễm My nếu nữa. Còn việc liên quan đến vấn đề pháp luật thì ông Thắng chờ Thiền Am làm đơn khởi kiện, như vậy mới đúng luật chứ, đúng không các bạn? Tức là nếu như cái bữa đó mà minh bạch thì bà phải có sự xuất mặt của Thiền Am, tức là những thầy ông nội hay là ai đó đại diện ra để mà bàn giao cho Diễm My. Nếu như mà thật sự giống như theo lời ông Thắng nói là bà Cúc có ký cái giấy đó như vậy thì tại sao mà Thiền Am phải la hét lên gì để cho mang cái tội điều 331 đến nay là bị tù 23 năm 6 tháng tù cho 6 người các bạn. Các bạn thấy cái tình hình nó là như vậy, thấy không? Cho nên ông Thắng là nói sai sự thật. Thì sau khi mà Diễm My đi về ngày 12 tây tháng 12 đó các bạn, thì lúc đó tới ngày 15 tây, Diễm My lại nhắn cho bên Thiền Am một cái tin nhắn. Lúc đó đó là ông Thắng đi lên để mà phỏng vấn Diễm My, kêu Diễm My, ép Diễm My nói rằng là ông Thắng không có bắt cóc Diễm My và Thiền Am mới là người bắt cóc giam giữ Diễm My, đổ thừa là trong ngày 24 tây tháng 10 đó các bạn, để mà chạy tội cho ông Thắng đó. Nhưng mà Diễm My không
cái sự thật đó là không có thiệt. Tại vì Diễm My lúc đó là không có ở tỉnh Thất Bồng Lai, thì làm sao mình nói láo được các bạn. Thì sau khi mà Diễm My mất tích tại đồn công an, thì tất cả lúc đó thì bên Thiện An bức xúc, mà tại vì ông Thắng đã gỡ cho Diễm My vào ngày 28 tháng 10, nói là tôi cho con anh ở đây, anh phải có trách nhiệm lo lắng cho con tôi. Thì lúc mà mất tích ở đó, nếu mà thật sự, nếu như mà cô Cúc đã ký cái giấy rằng là trao trả cho Diễm My đó, như vậy thì tại sao Thiền Am phải lo lắng và phải bỏ trốn các bạn? Các bạn thấy chưa? Cho nên chính tỏ rằng ông Thắng đã nói láo về cái sự việc mà bà Cúc ký cái tờ giấy. Thì sau đó là tất cả, khi mà Diễm My bị mất tích chờ 4 tiếng hoặc không ra, thì bên Thiền Am mới la lối lên, nói là công an Diễm My bị mất tích tại đồn công an và công an bắt cóc Diễm My chẳng hạn như vậy. Thì sau đó thì họ đã, tất cả Thiền Am, những đứa bé và những thầy đã trốn vào trong rừng để mà lánh nạn với cái vụ mà mất tích của Diễm My tại đồn công an các bạn. Tại vì họ bị Diễm My bị mất tích cái ngày 22 tây đó, tháng 10 đó, là Diễm My đã bỏ trốn cửa sau. Thì tới ngày 24 ông Thắng kéo cả 50 người lên, cuối một ngày đó cầu cả 100 người đó các bạn. Thì cho nên bên Thiện Am sợ rằng họ sẽ kéo người đến tìm Diễm My thêm một lần nữa. Tại vì Diễm My đã mất tích tại đồn công an rồi, họ sợ họ phải trốn hết, tất cả trốn, những dẫn đứa bé và thầy ông nội đều đi trốn trong rừng. Thì bây giờ các bạn xem cái đoạn video mà mấy thầy đã trốn trong rừng sau cái ngày 12 tây, tháng 12 nhớ bạn, hình như là ngày 13 tây bắt đầu trốn chừng 2 ngày 3 ngày vậy đó mới về. Bây giờ các bạn xem cái đoạn video mà mấy thầy đi trốn nha các bạn, nghe đây. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ tỉnh Thất Bồng Lai, cả tỉnh Thất Bồng Lai và tất cả các bé đã đi trốn ở một cái ngôi nhà quan ở trong một cái khu rừng đó. Tụi tôi biết một cái nhà quan rất an toàn, tụi tất cả phải vào đây trốn hết để đảm bảo an toàn cho các bé, đang đảm bảo sinh mạng trong thời gian mà mình viết đơn, mình cầu cứu công an cấp cao, thì mình tạm thời mình lẩn trốn ở đây. Hiện tại bây giờ ở đó quá nguy hiểm rồi quý vị ơi. Họ sẽ kéo người đến, họ đập phá, họ giết mình không biết bất cứ lúc nào. Mình phải bảo vệ các bé thôi quý vị, rất là nguy hiểm. Bây giờ tạm thời mình ở trong cái nhà quan này đỡ. Thì ra bây giờ mình đang sắp xếp chỗ. Đây là cái nhà trong rừng. Sáng ngày con kìa, chỉ làm mà. Con đừng có ra bên này, cái chỗ sáng ở đây vài ngày nha con. Chờ làm cho yên người, cái thầy chở cũng về. Mình biết có một cái ngôi nhà này là an toàn nhất, nên mình phải vô đây mình trốn. Quá nguy hiểm rồi. Họ chơi cái chiêu nói rằng là tỉnh Thất Bồng Lai mình là nuôi con bé, con gái của họ, rồi bây giờ để con gái họ mất tích, họ sẽ vô tìm con bé, họ bắt mình phải đưa con bé ra, nếu mà không có con bé là họ sẽ tố cáo mình và họ sẽ vu khống và họ sẽ đánh đập mình để đòi lại con gái của họ. Cho mượn cái máy. Đây là chỗ, đây là trong cái chỗ nào? À, chỗ của sư phụ hả? À, bây giờ sư phụ nằm trải mạt ra nằm đỡ. Đó, các bạn thấy chưa, họ đã vào ngày sau ngày 12 tây, chắc là đêm 12 tây luôn đó, họ đi đó các bạn. Thì trốn vào rừng để họ sợ bên ông Thắng kéo tới tìm Diễm My mà các bạn. Thì sau khi mà họ báo công an hết rồi, lúc đó họ thấy an toàn, họ mới quay về lại bên Thiền Am nha các bạn. Thì lúc mà quay về lại Thiền Am đó, tới lúc mà đi đó, thì trong Thiền Am tỉnh Thất Bồng Lai không có ai hết. Thì lúc đó có một số người đã tới đó để mà tìm, để mà cho quà cát gì đó, nhưng mà không có ai đó. Thì có một cô nói ở đó là tất cả mọi mấy thầy đều đi trốn hết rồi. Bây giờ các bạn nghe nha. Ngày nay là không có mặt. Không tiếp ai hết. Không tiếp mấy năm lắm mà mới tiếp. Vậy hả bà Năm? Do là lý do sao mà Năm? Con Diễm My á là trên quận mời để mà điều tra gì đây. Giờ có giấy mời ra đàng hoàng, mời Lâm Chảm rồi đi với cô Cúc. Rồi 5-6 thầy ở ngoài. Nhưng mà nó bắt cóc nhỏ. Nó bắt cóc luôn, tới nay chưa về. Thầy sợ á là mấy đứa nhỏ với mấy thầy rồi sợ ảnh hưởng là giống như kỳ trước. Mai là nó nghi con nó ở đây mà con nó không có ở đây. Dạ. Giờ con ở đây mà công an không đưa giấy tờ cho mình biết là bây giờ hiện tại bé đâu. Thì thầy sợ. Thằng thầy đi rồi. Nó quậy nữa. Đi hết là trốn đi hết trơn rồi. Tối hôm qua rồi phải không bà Năm? Đi hết trơn rồi. Bà Năm cũng đâu biết đi đâu đâu đúng không? Biết đi đâu. Nói đi vô rừng mà tôi không biết ở đâu nữa. Vậy hả bà Năm? Đó các bạn thấy chưa?
Tức là sau khi đó họ sợ cái vụ 50 công đồ lần thứ hai xảy ra, cho nên tất cả Thiền Am đều đi trốn vào trong rừng nha các bạn. Và sau khi được báo lên chính quyền công an rồi hết thì sau đó họ mới đi về. Và đến ngày 15 tây tháng 12 năm 2019 thì Diễm My mới lấy được cái điện thoại của ông Thắng và đã nhắn cho của ông Thắng, chắc là của ông Thắng đó, nhắn cho bên tỉnh Thất Bồng Lai để mà cầu cứu. Thì bây giờ mình nghe cái tin nhắn mà họ đã nhắn cho bên tỉnh Thất Bồng Lai nha các bạn. Để em đưa lên cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình nghe nha. Đây là cái tin nhắn mà cô Diễm My cổ đã kể lại toàn bộ cái sự việc mà ngày 12 tháng 12 cổ đi lên công an huyện Đức Hòa, sau đó cổ mất tích luôn nè. Đây nè. Bây giờ thì mình sẽ đọc nha cái tin nhắn của Diễm My nha các bạn. Đây, tôi tên là Võ Thị Diễm My, hiện tại tôi đang bị bắt cóc ở đây, để em đọc cho các bạn nha. Tôi tên là Võ Thị Diễm My, tôi đang bị bắt cóc ở nhà ông Thắng và bà Mai, địa chỉ nhà 15/2. Đó. Rồi ông Thắng và bà Mai đã cấu kết với công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An bắt cóc tôi. Bởi vì công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An đã gửi giấy mời lần thứ 3 cho tôi và cô Cúc lên huyện làm việc. Lên huyện ok, cho tôi và cô Cúc lên huyện làm việc về vụ 50 người đập phá tỉnh Thất Bồng Lai. Hôm đó tôi đi cùng với ông nội là sư trụ trì của tỉnh Thất Bồng Lai và năm sư thầy của tôi đến đồn công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Tôi gặp công an Thắng, người đã làm việc với tôi hai lần trước và cả lần thứ ba này. Nhưng lần này thì không làm việc ở căn cũ mà lại dẫn tôi và cô Cúc đến phòng khác. Nói đúng hơn là một tòa nhà khác cách biệt tôi với các thầy của tôi. Khi đến căn phòng ở tòa nhà khác thì họ tách tôi và cô Cúc ra. Họ dẫn cô Cúc quay trở lại tòa nhà cũ và để tôi một mình ở đó. Sau đó có rất nhiều công an xung quanh, có rất nhiều trở lại tòa nhà cũ và để tôi một mình ở đó. Sau đó có rất nhiều công an xung quanh phòng làm việc ở đó, ở ngoài tầm 6 tới đến 7 người gì đó. Còn trong phòng thì có 4 người là công an Thắng, người phỏng vấn tôi, thêm một công an nam và hai công an nữ nữa. Tôi nhớ tên một cô công an nữ tên là Nhi. À. Tôi thấy quá bất an nên đã xin công an cho đi toilet để bình tĩnh hơn. Thì công an Thắng cho một người là công an nữ tên Nhi dẫn tôi đi. Mới vừa ra khỏi căn phòng, tôi thấy một chiếc cứu thương đậu trước phòng đó. Nhưng tôi chưa kịp để ý thì công an nữ kia liên tục hỏi tôi thông tin của tôi nhằm mục đích làm tôi phân tâm. Một lúc sau tôi quay trở về phòng thì công an Thắng bắt đầu làm việc. Công an Thắng hỏi thông tin cá nhân của tôi, rồi hỏi tình trạng sức khỏe của tôi như thế nào. Có đủ tỉnh táo để chịu trách nhiệm trước lời khai của mình không? Thì tôi trả lời là tôi đủ tỉnh táo để tỉnh táo để chịu trách nhiệm cho lời khai của mình. Công an hỏi hiện tại chị ở đâu? Tôi trả lời hiện tại tôi ở tỉnh Thất Bồng Lai. Công an hỏi chị ở đó lúc nào? Tôi trả lời tôi bắt đầu ở đó từ ngày 28 tháng 10 cho đến nay. Công an hỏi chị có đăng ký tạm trú ở đó không? Ở đó chưa? Tôi trả lời tôi đã đăng ký tạm trú rồi và được công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An đồng ý. Đang làm việc tầm 10 phút thì có một người đàn ông mặc đồ thường, anh ta mặc áo sơ mi xanh biển và quần đen. Lần phỏng vấn thứ hai anh ta đã được công an Thắng giới thiệu là công an hình sự tên là Bình. Rồi anh ta nói nhỏ với công an Thắng và hai người cùng nhau ra ngoài. Lúc đó trong phòng còn lại 4 người là công an và tôi. 4 người là
ba công an và tôi, hai ca, hai công an nữ, liên tục hỏi tôi tấp nhảm nhằm mục đích làm phân tâm tôi. Còn anh công an nam thì liên tục nhìn ra ngoài cửa để canh chừng. Khoảng 10 phút thì có một công an khác mở cửa, đằng sau ông công an đó là ba của tôi. Chính là ông Thắng. Lúc đó tôi biết mình bị lừa rồi. Tôi la hét dữ dội rồi họ dồn tôi trong căn phòng bốn bức tường tại đồn công an huyện Đức Hòa, tỉnh huyện Đức Hòa, tỉnh ai gì đó. Tôi bị công an và ba phối hợp túm tay tôi chụm lại. Tôi vùng vẫy dữ dội và cách công an nam cũng như công an nữ và ba của tôi bắt siết chặt tay và cách siết chặt tay và chân tôi chắc hơn, đặc biệt là cái người mặc đồ thường, áo sơ mi xanh biển và quần đen và được công an Thắng giới thiệu là công an hình sự đó. Ông ta đã biết, đã siết chặt chân tôi và bọn họ nhốt tôi lên xe cứu thương và bắt cóc tôi về nhà ông Thắng bà Mai. Hiện tại tôi còn bị giam giữ trong ngôi nhà. Hiện tại tôi còn bị giam giữ trong ngôi nhà đó. Họ giam tôi trong căn phòng bốn bức tường và luôn cho người canh tôi, luôn giám sát tôi 24/24. Đó, các bạn thấy không? Thì lúc đó đó là Diễm My nhắn tin nhắn kêu cứu và có thêm hai cái đoạn video kêu cứu nữa nha các bạn. Thì bây giờ em sẽ cho các bạn nghe cái đoạn video mà Diễm My gỡ qua bên Thiện Am kêu cứu nha các bạn. Nghe đây. Đó. Vào cái đoạn thứ hai đây. Xin cầu nguyện mẹ hãy đến địa chỉ 15C2 đường số 20 phường Bình Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hãy đăng lên mạng nếu mọi người với cộng đồng mẹ đến cứu tôi, hãy xông vào nhà để giải cứu cho tôi. Họ đang nhốt tôi trong nhà. Xin hãy cứu tôi. Xin hãy cứu tôi. Đừng lo. Xin hãy cứu tôi. Đó, các bạn nghe rồi chứ gì? Thì lúc đó là Diễm My đã gửi qua thông tin đăng lên như vậy đó các bạn, đã xin cầu cứu, đúng không? Thì sau khi mà đăng lên trên ngày 15 đó các bạn, ngày 15 tây tháng 12 đó, để em coi là có phải ngày 15 tây không? Hình như là ngày 9, lúc thứ bảy 9 giờ tối. Để em coi cái năm 2019, 9 giờ tối thứ bảy 2019 nè, để coi có phải là ngày 15 tây không nha. Ngày 15 tây. À, vậy là ngày 14 tây. 14 tây là Diễm My lại thứ bảy là ngày 14 tây. Vậy là Diễm My đã gỡ ngày vào ngày 14 tây tháng 12 đó các bạn. Thì lúc đó là sau khi bên Thiền Am đã đăng lên cái video clip này thì có một số hiệp sĩ đã đến cái địa chỉ đó để mà giải cứu cho Diễm My nha các bạn. Thì bây giờ các bạn xem cái đoạn video mà những hiệp sĩ đã tới giải cứu cho Diễm My đây. Tôi và cùng nhóm hiệp sĩ đang đến giải cứu bé Diễm My. Nhưng mà hiện tại thì tôi đang đứng phía trước nhà. Đó, công an đang đây chứ. Công an đang canh gác, không thể vào bên trong được. Thì phía trước quý vị là một cái căn nhà có nhiều bóng đèn ánh sáng. Đó là chính nhà, chính là nơi giam nhốt của Diễm My. Hiện tại công an đang đứng phía trước rất là nhiều, đang canh giữ nghiêm ngặt nên chúng tôi cũng không thể vào bên trong được. Thưa quý vị, thì tối hôm nay vào lúc 9 giờ thì bên tỉnh Thất Bồng Lai đã đăng video đưa lên thông tin là cô Diễm My đang cầu cứu rất là khẩn cấp. Hiện tại gia đình đang giam nhốt và cho uống thuốc độc nên cô đã thảm thiết kêu gọi mọi người để đến giải cứu. Thì nhóm chúng tôi cũng nhận được thông tin và đến đó, các bạn nghe chưa? Thì bên công an canh gác không thể vào bên trong được. Thì hiện tại thì phía trước nhà thì quá là đông công an nên chúng tôi cũng đành ra về, không thể vào bên trong được. Đó, thì công an đã đứng trước cửa nhà ông Thắng để mà coi như là bảo vệ ông Thắng các bạn. Tại vì bên Thiện Am đã đăng lên cái video clip đó vào 9 giờ tối.
Từ 9 giờ tối đó thì coi như đại khái khoảng 10 giờ tối thì có một nhóm hiệp sĩ đã tới để giải cứu cho Diễm My, nhưng công an đứng đó đông quá cho nên không có ai làm gì được. Cho nên đó là cái sự việc như vậy. Thì sau khi mà Diễm My đăng cái đoạn video clip mà cầu cứu đó các bạn, thì bà Mai bà cũng quảng quá rồi. Bà mới gọi cho ông Thích Nhật, ông phải Thích Nhật Từ mà là Thích Thiện Tài đó các bạn, để mà cầu cứu luôn. Thì sau khi mà Diễm My đi về lại nhà, đi về lại đó cho các bạn, thì sau khi ngày 12 tháng 12 đó đi về lại đó, thì ông Thích Nhật Từ cũng đã tới gặp Diễm My nha các bạn. Ông gặp ông Thắng chứ không phải gặp Diễm My, xin lỗi. Để em sẽ cho các bạn xem cái đoạn đó nha. Ok, bây giờ các bạn nghe là ông Thắng nói là ông Thích Nhật Từ có tới ngay sau ngày 12 tháng 12 nha các bạn, nghe đây. Từ cơ quan công an mà chính anh là người đưa bé My về. Đây, cái ngày 12 tháng 12 ổng nhận này các bạn, chính ổng là đưa về nha. Cơ quan công an mà chính anh là người đưa bé My về đó. Anh đã du khống cho công an là bắt cóc rồi 4-5 người vô hơn mà biết được, thì coi như là cái lời đó là cái lời của những người trong tỉnh thấp. Ổng lại tất cả ổng đều đổ tất cả ổng đều đổ tội cho bên tỉnh thất hết nha các bạn. Nó nói rồi. Còn thầy Từ thì khi mà bé nó về á, đây, thì thầy Từ có tới thăm gia đình của anh. Rồi thầy Từ là nghi là nó bị cái đám người trong tỉnh thất này nó sử dụng cái thuốc hướng thần, hay là cháu nó bị cái hoang tưởng gì thần kinh á. Yeah. Thì thầy tới thầy có hướng dẫn cái vấn đề mà để điều trị cho cháu. Thì thầy rất là thương người Phật tử bị nạn vậy đó. Yeah. Nên đó. Thì ông Thắng, chính miệng ông Thắng nhận rằng là sau ngày 12 tháng 12 lúc mà đưa về nhà đó là chính ông Thắng đưa về nha các bạn. Và là ông Thích Nhật Từ cũng có tới nhà của ông Thắng, giống như lời của Diễm My đã từng nói gì đó các bạn. Các bạn nhớ không? Diễm My nói là ông tới nhà tôi, ba tôi cho ông bao nhiêu tiền như vậy mà ông này lại đi lên nói láo này nọ, các bạn nhớ không? Nhớ cảnh đó không? Thì cái đó là sau khi ngày 12 đó các bạn, là ông tới. Và tới ngày 24 tây tháng 12 thì Diễm My nhảy lầu bỏ trốn thêm một lần nữa. Thì bây giờ em cho các bạn xem cái đoạn video mà Diễm My nhảy lầu bỏ trốn nha các bạn. Thì cái này là vào tháng 12 ngày 24 tây đó. Đây các bạn xem đây. Đó. Tháng 9 10 giờ nha các bạn. Độ tầm đâu 9 giờ 59 thì phải. Đó chạy đó. Đó, Diễm My bỏ chạy đó, và nhảy lầu xong bỏ chạy. Cái camera đã quay lại được. Đó, các bạn thấy chưa, bỏ chạy đó. Đó, lúc đó là Diễm My, ngày 24 tây Diễm My nhảy lầu, bỏ chạy. Thì lúc đó ông Thắng mới kêu gọi cộng đồng mạng đi tìm Diễm My. Thì bây giờ mình nghe ông Thắng nói về cái sự việc lúc bỏ chạy nha. Đây nè các bạn. Đó. À, cái lúc mà đi ra khỏi nhà thì Diễm My quần thể thao. À, đúng rồi. Quần thể thao màu đen, giày màu đen. À, có mang cái ba lô đen nữa. Chứ là nó trong ba lô nó đem thêm một cái áo khoác màu đen. Nó có thể rằng ra khi ra ngoài đường nó có thể thay đồ để nó đổi dạng. Diễm My có mặc theo cái áo khoác màu đen nha, có đem theo áo khoác màu đen bên trong nha các bạn. Có nghi ngờ là Diễm My sẽ trở về tỉnh Thất Bồng Lai mà. Thì nhiều lần tiếp xúc với Diễm My thì hỏi thì nó cũng nguyện vọng nó cũng là về tỉnh Thất Bồng Lai. Diễm My đã xuống đó để làm gì hết á? Nó nói thì ở nơi này có những cái gì mà các nơi có, các không có được. Tức là chỗ này nó quá là tài. Nó là toàn là thách thức danh hài đọc là 300 triệu, rồi những ca sĩ đào tạo, nói chung trong này là đào tạo thành con người nhân tài không thôi, chứ còn ngoài ra trong đó thì nó là không có ai tu học gì hết, tu gì hết, chủ yếu là kiếm tiền, là tức là đó. Thì là ngày 24 tây tháng 12 Diễm My nhảy lầu bỏ trốn.
Và sau đó ông Thắng đã kêu gọi cộng đồng mạng để tìm Diễm My. Và cũng đêm hôm đó là Diễm My cũng quay về nhà luôn nha các bạn. Thì Diễm My quay về nhà bằng cách nào? Thì bây giờ trước tiên hết mình nghe ông Thắng nói Diễm My quay về bằng cách nào nha các bạn. Giờ các bạn nghe nha. Dạ lô, dạ chú ơi, cho hỏi là như con nghe tin là đã tìm được Diễm My rồi chú. Đúng rồi. Dạ, thì em Diễm My nó tìm được ở đâu chú hả? Tức là lực lượng... tức là lực lượng ở bên ngoài nó đưa về, tức là lực lượng của anh á, thì nó có cái nhiều cái đậu lắm, thì anh cho nó bủa vây cũng như là cũng hết á, thì nó phát hiện là cháu nó à. Dạ anh, cái địa điểm mà tìm được cháu là ở chỗ nào anh? Thì cái địa điểm đó là ông nói không biết, nó nên kêu có báo cho mình. Dạ chưa có báo, mà giờ đã là Diễm My đã về tới nhà chưa nè? Dạ tới nhà rồi. Dạ, thì sức khỏe em nói chung nó về tới nhà là khoảng 9 giờ mấy, 10 giờ. Coi như 10 giờ đêm nha các bạn, đêm 24 luôn. Gia đình cũng vui anh ha. Của anh ha. Dạ. Thì em cũng là trong cái lịch sử luôn. Dạ. Anh thì về nhà thì tinh thần và sức khỏe bé bây giờ như nào anh? Nó vẫn bình thường. Dạ, em đã ăn tối gì chưa à? Rồi, nó ăn xong rồi nó lên phòng. Dạ. Sức khỏe bình thường nha các bạn. Thì các bạn nhớ nha, ngày 24 là hồi nãy là Diễm My quay về nói là khoảng 9-10 giờ tối. Thì ông Thắng nói rằng lực lượng của ông tìm thấy, nhưng cái này là ông nói xạo. Ông không nói rõ là bên Thiền Em dẫn về nha các bạn. Mất công ông nói dẫn về thì mất công ông coi như ông người ta nghĩ tốt về Thiền Em, cho nên ông không muốn người ta nghĩ tốt về Thiền Em, cho nên ông chỉ nói là lực lượng của ông tìm. Thì bây giờ mình coi cái đoạn video mà Diễm My bỏ về trong đêm đó nha các bạn. Bây giờ mình coi cái đoạn video mà Diễm My đã bỏ về trong đêm. Để coi. Đây các bạn nghe nha, coi ai là người dẫn Diễm My về nha. Chính là thầy Nhất Nguyên và thầy Hoàng Nguyên dẫn về, chứ không phải là lực lượng của ổng tìm thấy gì hết. Bây giờ các bạn xem đây. Con đi về nhà con đừng có nhảy lầu nữa nha. Bữa nay á con nhảy mà con thoát chết. Cái áo khoác màu đen nha các bạn. Đó. Cái này được quay vào đêm 24 luôn. Lúc đó là Diễm My trốn thoát, rồi Diễm My gọi cho thầy Hoàng Nguyên Nhất Nguyên đó các bạn. Mà thầy nghĩ nè, mình là thân con gái, đừng có nên đi bá ban ngoài đường, ngủ nhờ nhà người này, ngủ nhờ nhà người kia là chắc chắn là sẽ bị người ta xâm hại. Cho nên á, thầy khuyên con nên về nhà, rồi cái gì cũng có cách giải quyết hết. Thầy nghĩ như vậy nè. Con nghe lời thầy đi, bây giờ nè, thầy đón một chiếc Grab, thầy sẽ trả tiền cho Grab. Còn nếu con muốn đi taxi, thầy sẽ bỏ tiền ra taxi luôn, thầy cho con đi về nhà. Rồi con đi về nhà, con nói với ba mẹ, con nói ba mẹ ơi, con xin ba mẹ đừng có giam cầm con, xin cho con được tự do. Rồi con có gì con sống cái đời sống thoải mái, rồi con tiếp tục con đi học. Sau này con muốn đi tu, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn rộng cửa đón tiếp con như thường. Con thấy ông, tịnh thất của thầy tan tan quan hết trơn rồi. Đó, ba con làm sao mà báo chí đăng người cầm tài khoản đâu. Nguyên tài khoản của thầy bị quỷ quả cho chịu hết trơn rồi. Mà thầy dẫn ra thầy gặp con, thầy cũng thấy thầy thương con tới cỡ nào chưa. Tài khoản thầy tan quan hết trơn luôn, mà thầy dẫn ra thầy gặp con giờ phút này, mà thầy không chửi con một tiếng nữa, thầy không trách con một tiếng nữa. Thầy ra thầy gặp con với tất cả cái tình thương mà tài khoản Bồng Lai dành cho con. Thầy không bao giờ thầy nói là Diễm My ơi, tại con mà tỉnh thất của thầy tan quan như bây giờ. Hay là thầy nói là Diễm My ơi, con là cái của nợ của tỉnh thất hay cái gì. Thầy chưa bao giờ thầy nói câu đó, bởi vì thầy biết con tu thiện, con cái lòng con muốn tu thiện. Mà thầy là một người, cái gì thiệt là thầy thích rồi. Cái gì thiệt là thầy đón nhận rồi. Chứ thầy không có quan tâm người ta nói cái gì hết trơn á. Con nhảy lầu từ ở trên nhà xuống, và cái chân con bị bong gân, con đi cà tổ. Bị bong gân luôn nha các bạn. Giờ á, thầy ra tới đây mà con thấy không, thầy kêu mấy ly nước mía đó, thầy kêu mấy ly nước mía vậy đó, mà thầy ngồi thầy dẫn khuyên con đi về nhà. Bây giờ thầy hy vọng rằng con ráng, nếu con muốn đi tu, con cứ việc nuôi, cứ việc ấp ủ cái niềm đi tu đó. Bởi vì trên đời này á, cái gì thiệt cũng lay động được trời đất hết trơn. Cái gì thiệt là cái đó là trời đất thiêng liêng cảm động mà. Cho nên á, thầy nghĩ vậy nè, con tự tử không phải là cách đâu, con hủy hoại mạng sống. Thầy hỏi con nè, con thấy bây giờ á, biết bao nhiêu người bị ung thư, người ta cần cái mạng sống mà không được. Biết bao nhiêu người bây giờ người ta đang nằm trong bệnh viện, người ta chỉ cần một quả tim,
một quả thận, một cái trái gan, một cái trái một cái người ta chỉ cần một cái bộ phận trên cơ thể để được sống thôi mà không được. Người ta tán gia bại sản chỉ để được sống thôi mà không được. Còn con có cái cơ hội được sống mà con đi tự tử, con đi nhảy sông, nhảy cầu, đi uống thuốc độc muốn chết thì thiệt là quá dại dột. Đức Phật đâu có bao giờ xúi người ta tự tử. Đức Chúa đâu có bao giờ xúi người ta tự tử. Con thấy không? Đâu có ai mà đi xúi con người tự tử bao giờ. Đức Phật không bao giờ xúi con người tự tử. Đức Chúa không bao giờ xúi con mình tự tử. Mà nếu con tự tử con quá dại dột. Thầy nói nè, nghe lời thầy, đón taxi đi về nhà đi. Cái gì cũng có cách giải quyết hết. Nhưng mà họ ép con phải tự tử. Họ đây là họ nói họ cứu con, họ yêu thương con, nhưng mà họ biết rằng họ đang giết con. Bây giờ đâu khổ, con đang sống như ngày thấy hạnh phúc ở tỉnh thất bồng lai. Bỗng một ngày họ đến, họ bắt cóc con cho bằng được, rồi họ làm mọi chuyện nó lên có sự vậy. Họ bịt hết đường của công an, họ chặn đường công an, họ mua chuộc công an. Con là cái kẻ bị hại, con là người bắt cóc, mà bây giờ họ truy đuổi con, họ bắt con, họ tìm đó. Con như một tên tội phạm. Các bạn nghe bây chưa? Cả đất nước chửi con như một người mất tự do, con không đi đâu được hết. Con là nạn nhân, mà bây giờ con là thủ phạm, hồi nào con không biết. Họ không chỉ giam cầm con, mà họ biết con thành một kẻ tội đồ nữa. Bây giờ nè, con đang sống bình yên, có tỉnh nước một lai, con không làm gì hết. Thì bỗng một ngày, bắt con rồi giam cầm con. Rồi bây giờ kiếm hết mọi người, giam hết mọi người, rồi mua tiền, mua này nọ, để mà tìm ra con. Bây giờ nè, thầy nói con nghe nè, thầy hiểu cái nỗi lòng của con, nhưng mà bây giờ con nghe thầy đi. Bây giờ con có thể vì con quá muốn đi tu, con quá muốn sống một cái cuộc sống tự do, con muốn được đi tu, con muốn đó. Thì mình nghe tới đó thôi nha các bạn. Thì thời gian đã nó dài quá rồi. Thì sau khi mà ngày 24 tây là các mấy thầy Hoàng Quân Nhất Nguyên đã đưa Diễm My đi về lại trên nhà của Diễm My đó các bạn. Thì từ đó trở đi là Diễm My mất tích luôn cho tới ngày sau khi cách ly. Diễm My cách ly tức là ngày 25 tây tháng 7 năm 2020, thì lúc đó Diễm My mới thoát được đó nha các bạn. Thì em xin chấm dứt cái câu chuyện tới đây. Thì đó là những cái minh chứng mà cho các bạn thấy rằng thiền em không có hại gì, không có tội gì trong cái sự việc này cả. Như là cái điều 331 là du khống công an bị Diễm My bị mất tích tại đồn công an đó. Tất cả bằng chứng ở đó là Diễm My thực sự mất tích ở đồn công an. Và tất mọi người đã cột tay Diễm My lại, đưa Diễm My lên chiếc xe cấp cứu luôn các bạn. Cho nên thiền em lúc đó là đứng dẫn Diễm My lên không biết gì hết. Cho nên bên thiền em mới la lên là Diễm My mất tích tại đồn công an, bị bắt cóc gì đó. Đó là cái sự việc đã xảy ra ngay cái ngày 12 tháng 12 năm 2019. Và đó cũng là cái ngày định mệnh cho thiền em đi tù vào điều 331 đó các bạn. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây nha. Nó dài quá rồi, ngày mai em sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Em xin hẹn các bạn vào clip kế tiếp nha. Nếu có yêu thương em thì hãy tặng cho em cái đăng ký. Nhớ bấm like, bấm share. Và xin hẹn các bạn vào ngày mai. Bye bye.